Giờ thì em ơi, ta đã mất nhau rồi. Ok, thì hello, em đã quay lại với clip của mình nha. Thì chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nè. À, hiện tại thì game của chúng ta nó vừa mới bảo trì xong mọi người. Và cũng phải tầm khoảng 2:10, 2:15 gì đó thì em có thể vô game được rồi mọi người. À, và anh em sẽ cập nhật đâu đó là tầm hơn 100 mb gì đó mọi người. Thì có thể vô game bình thường. Và lúc mà nó lót của game ở cái giao diện chờ mọi người thì anh em có thể thấy sẽ có một cái ảnh mới, cái này mới. Và sau khi đã vô game rồi và cũng như là trải nghiệm một vài thứ mới sơ sơ rồi thì bây giờ mình sẽ đi review nha mọi người. Mình sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết cụ thể về cái bản update có những thay đổi. Bản update mùa hè sôi động beta 6 nè mọi người, xem là có gì thay đổi nè. Và hiện tại thì đây mọi người, đây anh em sẽ nhận được cái cái gì đây, cái này lỗi đó ta. Thì vô game thì anh em sẽ nhận được cái phần quà bảo trì nha. Đây quà bảo trì này, chúc mừng xã tội bảo trì phiên bản mới ngày 22 tháng 6 này, chúc xã tội có những trải nghiệm chơi game vui vẻ đó. Thì quà bảo trì thì cũng khá là bình thường thôi mọi người, kim cương và con chim bét nè, sức kỹ năng đỉnh đó, rồi quà sinh nhật thằng bí các kiểu đó. Thì hiện tại ngoài trời nó đang mưa mọi người, nên mà là mình bình luận thì nó có lẽ nó sẽ hơi ồn tí nên là anh em thông cảm với mình nha. Đây quả bé vui tháng 4 rồi, mình sẽ nhận luôn nha. Được những cái gì đây ta, gì pha lê ở đâu ra chả hiểu luôn. Ok đó, thì giờ mình sẽ đi giới thiệu full chi tiết về những cái thay đổi mới về cái bản update lần này nha mọi người. Cùng điểm qua một số thứ mới nào. Thì đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem đây. Hệ phái nha mọi người, thì như đã có giới thiệu trước thì chúng ta sẽ có không phải là hệ phái mới mọi người, mà nó sẽ có một cái cơ sở mới này. Đó. Là cơ sở 2 nha mọi người. Cơ sở 2 thì cụ thể là anh em sẽ phải nâng mát trong cái cơ sở 1 này thì anh em mới được nâng ở trong cơ sở 2 mọi người. Dạng như là kiểu thức tỉnh đó mọi người, thức tỉnh bậc 5 xong đó, thì anh em sẽ có thể thức tỉnh tiến hóa cơ sở 1, 2, 3, 4 đó. Dạng như vậy á. Như vậy thì cụ thể là mình sẽ review cũng như là trải nghiệm full chi tiết về cái hệ phái cơ sở mới là ngày sau nha mọi người. Đó, chứ trong một clip này thì mình không thể nào mà đi trải nghiệm hết mấy cái tính năng mới được mọi người. Ok, mình chỉ giới thiệu thôi là nó sẽ có một cái cơ sở mới này. Và cái xu hợp thức cao này thì anh em cũng sẽ kiếm trong cái ảo cảnh nha. Ok, và tiếp theo là kỹ năng mới này. Kỹ năng mới thì một cái kỹ năng mới và một cái đạo cụ mới mọi người. Đây cái kỹ năng mới là đạn thiêu đốt, anh em có thể thấy ở đây nó có hình một cái quả cầu lửa bắn ở trên trời xuống rồi. Như vậy kiểu như là thiên thạch nó rơi xuống nha. Ok, và đạo cụ đây, đạo cụ thì anh em có thể thấy là sẽ có một cái đạo cụ mới, đó là khiên bát thể nha mọi người. Khiên bát thể sẽ bút thêm cái phòng thủ này, cái giảm cái bút bất lợi các kiểu này, em có thể check in trong đây nha. Đó. Ok, đó là về kỹ năng đạo cụ và cái kỹ năng skin đỏ nha mọi người, thì nó sẽ update thêm 5 cái mới. Đó, thực ra là mở mọi người, mở cái tăng lên skin đỏ cho 5 cái ảo hóa. Ảo hóa này là ảo hóa này thì nó ra mắt lâu rồi mọi người. Đó, và cái đầu tiên đó là hắc vô thường nha mọi người. Hắc vô thường thì skin này hồi lúc trước là nó có trong gì ta, trong như chiến lệ đúng không? Ừ, đúng rồi, trong chiến lệ mọi người. Đó. Thì cụ thể này, cụ thể từng cái thì em có thể vào trong đây để mà tham khảo mấy cái skill kỹ năng của nó nha mọi người. Đây, lá của thừa. Cái thứ hai là ép hồn ma, là cái skin skin thiếu nữ địa ngục nha mọi người. Đây. Và cái thứ ba là skin lục ly quân. Cái thứ tư là skin thai nhất, và cuối cùng là skin hồng liên yêu to nha mọi người. Đó, đang với skin được tăng lên đỏ này. Ok, và tiếp theo thì tính năng mới mọi người. Tính năng mới thì anh em có thể thấy trong màu đá đó, thì hiện tại nó đang mọc lên một cái tính năng mới, đó là thê này mọi người. Anh em có thể thấy ở đây thì thê này thì anh em chỉ có thể thê bạn bè thôi nha mọi người, chứ người lạ là không có thê được. Và cụ thể thì tóm bao nhiêu điểm trong đây có để nè. Thì full chi tiết thì mình sẽ trải nghiệm sau nha mọi người. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ là về cái giao diện nha mọi người. Mà anh em để ý có thể thấy là cái kỹ năng thức hệ phái mọi người nó có biểu tượng màu khác rồi này. Sát thủ mà nó có biểu tượng màu xanh rồi này, màu xanh, mà lúc trước là màu xanh lá cây, mà giờ là nó màu xanh dương.
Và kéo xuống dưới đây thì nó có thể thấy là cái giao diện lúc này nó đã thay đổi rồi mọi người. Kiểu như là bút thêm, nó sẽ có thêm cái đây hòn nhé mọi người, hòn nó cũng sẽ có đưa vào trong đây và huy hiệu, một huy hiệu là cái mới này. Ủa có ảo hóa nữa này, đúng rồi. Lúc trước đâu có ảo hóa đâu, giờ nó có thêm cái ảo hóa với lại cái hòn nữa này, có trong thằng cá nhân luôn. Và huy hiệu thì cái này hiện tại nó vẫn có chưa có ấy mọi người, chưa có ra cái sự kiện để mà cho anh em kiếm cái này. Có lẽ mình nghĩ nó sẽ ra sớm rồi. Thì có gì mình sẽ hướng dẫn anh em làm để mà lấy cái huy hiệu sau nha mọi người. Thì trong đây nó sẽ có tổng cộng là 246 cái huy hiệu. Đó, thì em vào có thể tham khảo nha. Ok. Và cái giao diện đó mọi người, cái giao diện cái lập nền này có nền mới này. Đó là nền đây dành cho VIP 12 hả? Không phải, cái này nền cũ hay mới ta? Cái này ra lâu rồi chứ. Cái này nè phải mọi người. Đây, cái này thì mình chắc chắn là mới rồi nè. Đây. Cái này hoa này mọi người. Đó. Cũng là hoa anh đào nhưng mà nó khác mấy cái trên nhỉ. Nó mùa thu. Và cái nền này nữa nè mọi người. Đó. Cái này mới khá là nổi bật luôn. Và cụ thể là cách kiếm cái này này thì trong đây mọi người, mình sẽ giới cái review luôn cái VIP mới này nha mọi người. Hiện tại thì anh em có thể tăng lên tới VIP. Ở lúc trước hình như là 15 là max đúng không? Ở đây. Hiện tại thì anh em có thể tăng lên tới VIP 16 mọi người và nó còn đang cập nhật nữa, có nghĩa là khả năng là anh em sẽ vẫn còn lên được VIP nữa mọi người. Có thể là lên tới VIP 20 chẳng hạn mọi người. Đó. Thì 16 này thì em có thể nhận một cái con thuốc cam xe này mọi người. Siêu tốc. Và mấy cái phần quà đây, đặc quyền VIP nè thì anh em sẽ được nhận nè mọi người. Đây VIP 1 này. Đặc quyền là như hàng tuần hay sao ấy, hình như là hàng tuần phải không? Hàng tuần hay là hàng tháng vậy đó mọi người. Mình sẽ nhận luôn nè, đây qua VIP 1 này. VIP 2 này, đó. VIP 3 này. VIP 3 thì nó có thêm cái hòn sinh lực nữa mọi người, khá là xịn. VIP 4 thì nãy mình có chết sơ sơ mình lỡ ấn tay vô cái nhận luôn. Nó có bùa này. Siêu cấp phúc có cái thuốc tăng bạn sẽ tiền luôn nè ha. Lên VIP 5 thì quà nó xịn hơn nữa nè. Ở VIP 6 các kiểu VIP 7 nè. Ủa hay là cái này quà lần đầu ta, lần đầu lên VIP hả? Anh reset mấy cái móc dưới là sao ta? Phúc lợi VIP thì nó vẫn bình thường thôi. Quy chương. Quy chương VIP nè mọi người. Mà nó có quy chương luôn nè. Ủa mấy giống cái quy chương lúc nãy vậy ta. Và nạp đặc quyền VIP thì nó sẽ có bảng xếp hạng xạ thủ VIP đây nè mọi người. Em có thể vào đây để tham khảo nha. Thì thưởng trong đây nó có cái nền mới nè mọi người. Mình bởi chí rồi đá vô cực các kiểu nè, có danh hiệu mới nữa nè, thẻ quan to lọc hầu top 1 nè, tiếng nước tiếng sàn dầu top 2, top 3 là vùng tiền như rác và 4-10 tiền tiêu như nước nè, cái này cũng tiêu như nước luôn, tiêu như nước luôn. Và 101 đến 200 thì là thế như chả tre, thế như chả trồng. Quán quân các đời mọi người, hiện tại thì mới cái đời đầu tiên nó chưa có bảng xếp hạng trong đây. Ok, đó là về VIP cũng như là cái giao diện trang cá nhân mới của chúng ta mọi người. Để xem còn cái gì nữa không ta? Còn như hết rồi đúng không? Mà cái trang bị này mọi người. Thì em có thể thấy là hiện tại cái trang bị của chúng ta nó sẽ có phát quang thêm một cái màu vàng nữa, thì em để ý có thể thấy đúng không? Nó lấp lánh những sáng xong nó tắt sáng rồi nó tắt ở giữa mọi người. Đó. Thì cái đó là cái đá mọi người, cái đá này em khảm vào. Ví dụ anh em khảm một cái thì nó sáng sáng một tia bên dưới ở dưới góc góc góc, góc trái mọi người, góc trái bên dưới đó. Thì đây mình sẽ ví dụ em xem này, trang bị sẽ lấy cái vũ khí nào mà không có đi ta. Ủa sao trên người trang bị này. Ủa là cường hóa đi. Trang bị không thấy ta. Vũ khí ở đây mọi người, đây. Thì mình sẽ ví dụ đây là hạt nhân đi. Thì khảm này mình sẽ tháo ra cho anh em xem. Đó thì nó mất một cái tia sáng mọi người. Nếu để ý kỹ thấy thì mình tháo ra một phát nữa. Thì nó còn có một chấm sáng ở dưới dưới mình nhỏ xíu luôn á. Mình tháo ra luôn thì nó sẽ biến mất luôn mọi người. Đó không còn sáng nữa. Không còn sáng cái chấm sáng rồi. Kiểu dài á. Này thì cũng nó kiểu như nó hơi chói chói mắt hơi cũng thấy nó cũng chả đẹp gì mấy người. Ok đó. Còn gì nữa không ta? Như hết rồi đúng không? Tôi một số giao diện là như vậy thì phải mọi người chỉ vào một số tính năng chính.
Đó, còn giờ thì có lẽ là tới đây thôi nha mọi người, clip mình tới đây thôi. Ok, thì em biết là em khám phá tới đâu rồi, thì có phát hiện ra cái gì mới không thì nhớ comment bên dưới nha, để mình biết nha. Ok, và xin mọi người xem mình nhớ cho mình xin một like, lần nào đến với kênh thì cho mình xin một like đến cái kênh, cho nó đó không phải là cái video mới nhất mình nha. Ok, còn giờ thì có lẽ hẹn em ở clip tiếp theo thôi. Bye bye mọi người nha. Cùng hãng mấy cái tin năng thì mình sẽ review full chi tiết sau nha mọi người.